Chào các bạn đã quay trở lại với Channel Invest và Travel của Jason. Và sáng hôm nay khi thị trường chưa có mở cửa vào khoảng tầm đâu 8 giờ rưỡi, mình đã vào cổ phiếu TSLL vì công ty Tesla có cái báo cáo về delivery report mà Jason đã nói cho bạn biết trong cái video cách đây ngày hôm qua, là trong tuần này Tesla sẽ có cái delivery report. Nếu kết quả tốt thì cổ phiếu sẽ đi lên. Và thay vì mua cổ phiếu Tesla, mình đã mua cổ phiếu TSLL. Và kết quả thì Tesla đi lên thì cổ phiếu TSLL cũng đi lên theo. Và mục đích trong video hôm nay thì Jason muốn cho các bạn biết mỗi ngày mình trade những cổ phiếu nào. Mỗi ngày thường thường mình sẽ theo dõi cổ phiếu TSLL. Lý do mình trade cổ phiếu này vì cái độ dao động của nó cũng khá tốt, đặc biệt là đối với một cổ phiếu có giá trị nhỏ như vậy. Nó trong mấy tuần vừa qua nó chỉ có khoảng tầm từ 6 đồng, 7 đồng, nhưng mà ngày hôm nay đã lên đến gần 12 đồng. Thì một cổ phiếu nhỏ mà có độ dao động lớn như vậy thì nó rất là dễ dàng để cho mình trade, đặc biệt nếu như các bạn có khả năng mua số lượng share lớn. Mình không trade option cổ phiếu này vì cổ phiếu này nó nhỏ, option nó không có lời được gì cả, cho nên mình chỉ trade share mà thôi. Bên cạnh cổ phiếu TSLL thì mỗi buổi sáng mình cũng coi cổ phiếu NVIDIA. NVIDIA cũng là cái ETF của cổ phiếu NVIDIA. Thì khi mà cổ phiếu NVIDIA tăng thì NVIDIA nó cũng đi lên theo. Và cổ phiếu NVIDIA cái giá của nó thì mắc hơn TSLL nhiều, nó khoảng tầm 68-69 đồng. Nhưng mà mỗi lần nó dao động thì đến 2-3 điểm hoặc thậm chí nhiều hơn. Và cổ phiếu cuối cùng mà mình cũng coi là cổ phiếu SPY. SPY là cái ETF của SP500, các bạn cũng đã biết rồi, SPY thì quá phổ biến. Lý do mình trade SPY vì SPY nó có cái thời hạn option expire mỗi ngày. Chính vì điều này cho nên cái giá option nó rất là rẻ và cái độ dao động của SPY cũng khá là tốt. Dĩ nhiên bên cạnh ba cổ phiếu mình vừa nêu ra, TSOL, NVIDIA và SPY, thì các bạn có thể trade những cổ phiếu khác, những cổ phiếu nào mà các bạn hiểu biết, những cổ phiếu nào mà các bạn quen thuộc, chứ không nhất thiết phải là trade ba cổ phiếu mà Jason vừa nêu ra. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn có sự lựa chọn vào những cổ phiếu nào mà các bạn day trade mỗi ngày. Nếu như các bạn muốn biết làm sao mà mình có thể day trade thành công mỗi ngày thì các bạn phải học cái lớp day trade. Các bạn muốn học như thế nào cũng được, tự học, học từ video, học từ mạng xã hội, học từ những người khác. Nhưng nếu các bạn học với Jason thì mình có thể bảo đảm giúp các bạn trade thành công mỗi ngày. Bây giờ mình sẽ đi công chuyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay và chúc các bạn sẽ có một ngày đầu tư gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.